Hello, xin chào các bạn. Mình đang ở khách sạn Thanh Bình Gold. Thanh Bình Gold. Mình bây giờ mình đang ở khách sạn. Mình sắp về Hà Nội rồi, bây giờ mình sẽ đọc thơ cho các bạn nghe nhé. Góc sân và khoảng trời trần đăng khoa, góc sân nho nhỏ mới xây, chiều chiều em đứng nơi này em trông, thấy trời xanh biếc mênh mông, cánh cò chốc trắng trên sông kinh thầy, thấy đạn các chú răng dày, máy bay giặc Mỹ lăn quay thêm nhiều, khoảng trời em đứng là yêu, góc sân nho nhỏ chiều chiều đứng trông. Lần sau mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện đường quốc lộ nha. Bye bye. Bye bye.